Hello mọi người, hôm nay Cát Thi với lại người đẹp Simlet, hay là người xấu Simlet sẽ đến Trang Nhã để mua đồ về cúng Phật. Thì đây là một cái chỗ mà Cát Thi thường xuyên Cát Thi ghé đến. Đây Cát Thi mua những tượng Phật hoặc là những đồ dân cúng cho Phật, cũng như là những pháp y, pháp bảo hay cái nọ, đặc biệt là ở bên Trang Nhã. Đường này đường Ngô Gia Tự, mọi người mong mọi người đi theo dõi cùng Cát Thi để tham quan nha mọi người nha. Tại chỗ này là chỗ đặc biệt đó. Dạ. Đi con. Trời, cái ông chạy xe ông làm mệt luôn á. Đi. Ok. Đi bên nào trước? Đi qua đây đi, vô đây. Nắng vô đây luôn. Ok. Hello chị. Ủa. Ồ, đây nhiều quá ha. Dạ đúng rồi. Ở đây rất là nhiều mọi người, đây là rất là nhiều tượng Phật cũng như là những tượng bằng đồng. Và đặc biệt ở Trang Nhã thì Cát Thi cũng hay đi, thường thường Cát Thi đi á, Cát Thi hay thỉnh hay ghé qua bên Trang Nhã để mình coi rồi mình tham quan, mình mua. Có nhiều tượng lên hàng chục triệu, hàng mấy chục triệu luôn phụ ở xưa mọi người. Đây là liên hoa sen, đây là dược sư, những cái tượng rất là đẹp và đặc biệt rất là vừa túi tiền mọi người. Đọc tượng đồng bằng đồng không à. Thì ngày hôm nay Cát Thi sẽ lựa cho bạn của Cát Thi ở bên nước ngoài á, mà người ta muốn mua một cái tượng cũng như về để người ta thờ, nhưng mà tại vì bên nước ngoài người ta không có bán, bên đó người ta không có bán. Tượng bên cũng đẹp nè mọi người. Tượng này là Phật Phật Ban Phước đứng ở đẹp quá. À vẫn bán á, nhưng mà tại vì bây giờ đi qua mua đồ cho người bạn vẫn bán. Ừ, mình sẽ tham khảo trước sơ sơ dưới đây để cái đường đó không có đường ra được đó. Thôi đi qua đây đi Simlet thôi. 4 triệu mua đi con. Chị ơi, ở đây mình có tượng Atula không? Chị không? Chị ơi, em cần bán tượng Atula lại, chị có mua không? Đây nè chị, tượng Atula nè chị. Chị ơn thỉnh cho Hồng là thỉnh cho cô gái là một tượng mẹ Quan Âm. Chắc Cát Thi sẽ thỉnh mẹ bằng đồng nè. Còn bộ trên đây là bằng đồng hả cô gái? Dạ đúng rồi. Bằng đồng. Cái này là 2.174.000. Thì điện cho bảo bà không bắt máy. Nhưng mà thôi, cả Cát Thi lựa luôn, bà không bắt máy là Cát Thi lựa luôn. Ủa chị à, cô gái ơi, thí dụ mình ở đây mình có gửi địa chỉ qua bên nước ngoài không? Có gửi hàng qua bên nước ngoài không? Đây là cái cây nè, cây chuyển pháp luân nè, của bên Tây Tạng. Ý nghĩa là ý nghĩa của nó thì giống như là cây chuyển pháp luân, là cái cây này người bên Tây Tạng người ta hay sử dụng, vì đây là một chuyển đi chuyển thành một giống như quay một cái đại đại nghĩa đại khái, tại vì cái này các thầy không có hiểu sâu được. Giống như đọc kinh, giống như là một mình chuyển đi qua một cái nghiệp khác vậy đó, giống như là hết cái nghiệp đó vậy đó, tương tự như vậy đó. Giống như tôi đang bị BD, tôi chuyển ngang đây để Cát Thi thử nha. Đây là Cát Thi đang bị BD nè, Cát Thi chuyển ngang con nó có chuyển thành người bình thường lại không nha. Rồi chuyển một cái ở BD nặng hơn má ơi. Chuyển xong BD nặng hơn nó vậy chứ. Giống như đây có một bài kinh, nó có một bài kinh là như vậy nè. Không có đọc, ý là nó chuyển một cái giống như mình đang đọc kinh vậy đó. Đi lên đây mọi người. Đi lên đây mình sẽ tham quan. Và đặc biệt có nhiều chuông. Có nhiều ở trên này mình cũng có tượng nữa. Để mình lên lầu nữa hả? Trời ơi sao nhiều lầu quá vậy. Tượng. Ở trên đây cũng có tượng nữa mọi người. Ừ đi lên đây.
có tượng Atula đang đi theo các thi nữa. Đây có trời rất là nhiều tượng đẹp mọi người. Đây có rất là nhiều tượng. Đặc biệt những tượng này rất là sang trọng và đẹp lắm. Cái này gọi thấy gì ta mẹ? Hả? Không, những tượng chú tiểu cái hình thể đó hả? Chứ cũng có gì đặc biệt. Một tượng có thể lên là 9-10 triệu là chuyện bình thường nghe mọi người. Một tượng 9-10 triệu, 2-30 triệu, 5-60 triệu là chuyện bình thường. Vì ở trên đây á, vì cái này tượng Quan Âm tự tại, đẹp quá. Tại vì hiện bây giờ các thi chưa có, các thi muốn mua cái tượng cho người đó thì muốn cái tượng nó phù hợp với cái tượng kia. Có một cái tượng phải phù hợp với cái tượng kia. Còn cái tượng này là đang là tượng mà nó bị chổi với cái tượng. Tại cái tượng kia tượng hơi cổ, hơi xưa xưa. Thì cho nên các thi muốn thỉnh thì mẹ Quan Âm cho thêm một cái tượng nữa. À, toàn là tượng Phật đẹp không mọi người? Ủa sao tượng này thấy gớm quá vậy? Cái tượng này là tượng Atula. À tượng, à, hai cái tượng giống nhau quá. Hai cái tượng giống nhau quá. Một bộ luôn. Một bộ là 10 triệu mấy á. Rất là đẹp không mọi người? Rất là đặc biệt. Và các thi sẽ lựa một cái tượng. Tại vì nó có một cái tượng, tượng của bé Hồng là tượng hơi bị cổ cổ. Tượng xưa xưa á. Đẹp quá à. Tượng Bồ Tam Thánh Đá này bằng đá mọi người. Mặt rất có hồn mọi người hả? Đẹp ghê. Tượng đẹp là các thi. Dạ. Tượng nào? Đã biết sao con ở bên bệnh con bé nó có một cái tượng là hơi cổ cổ rồi. Mà bây giờ mình sợ mình đưa mấy cái tượng màu như vậy vô thì nó bị chọi với cái tượng. Tượng nhà là tượng gì? Tượng bé con đưa cho các thi á. Bé, tượng cái lùng tượng con bé đó đưa cho con. Bây giờ mua cho người bộ. Cho bên người bên nước ngoài á, người ta gửi về người ta nhờ mua giùm. Tại vì bệnh không có. Bệnh không có nó gửi cái hình tượng nó rất là xưa, gọi là hình cổ lắm. Cho nên những tấm hình đó phải, những cái tượng nó phải cần nó trùng màu với nhau. Đây tượng như vậy nữa đây. Đó. Tượng bằng cây hả? Tượng này hình như là tượng bằng đồng á. Bằng đồng. Đồng, rồi giờ tính thỉnh cái gì thêm? Chắc con thỉnh mẹ tượng mẹ Quan Âm. Thỉnh tượng mẹ Quan Âm cho nó phù hợp với tượng như thế này. Nó trùng màu tí xíu. Tại vì mình sợ mình thỉnh này bị chổi. Có mấy màu này bị chổi. Không, cái tượng đó là khó thỉnh tượng này mà nó... Con nghĩ là tượng bằng đồng thì nó phải nó phù hợp, nó tương tự. Nó tương tác với nhau á. Thì nó đỡ hơn. Nó cùng tông màu á. Đang làm một cái rồi gói lại đi, gói ba. Dạ. Bây giờ những cái tượng này thì không hợp với lại cái tượng của cô đó rồi. Nó khu vực bên đó bằng cây đó. Mà, ủa đó, gì hả? Tầng trên bằng cây. Nhựa da gỗ mà. Nó cũng cùng tông màu không? Nó cũng tương tự như cái kia. Nó tượng Quan Âm ở trong á, thấy không? Ở trên nó hàng trên mà tượng Quan Âm ở dạ. Trên. Tượng Quan Âm. Tại vì phải mua. Tượng này cũng được nè. Tượng gỗ trên được không ta? Sợ có khi nào ta bán một bộ không? Này cái tượng Quan Âm này đúng không? Tượng Quan Âm nhưng mà mình sẽ không mua. Không. Kích thước thì bên kia nó tương đương nhau. Cái này là nhựa da gỗ. Nếu mà như vậy mình mua bằng đồng. Bằng đồng được không? Thì hỏi thầy coi. Không. Không, mình tại vì mình ý là hỏi thầy cho mình coi á. Mình coi sơ qua coi thứ sao. Không, ý là thầy đâu phải thầy ở đây bán đó không thầy. Thầy chỉ là người đi mua. Sao? Không phải là hừng em này không em này tưởng thầy bán không phải thầy là người đi mua
Ở đây nhiều BD đi mua lắm. Tại vì BD nhiều lắm nha mọi người nha. Liếc liếc sơ thôi là biết BD liền. Ở dưới cũng có một mớ tượng đó đó. Tượng đồng. Đi, mình xuống đây mình tham quan đi. Dạ. Dạ. Hả? Ở ngoài, lớn con dữ vậy hả? Dạ. Hai chụp đứng đi, Rồi. Ừ. 1 2 3. Dài tắm đi, dài tắm đi. Dạ. Trời ơi, chụp thành đứa bắn súng không chứ. Đi xuống đây mình xuống đây mình tham quan một tí xíu nữa. Nghe tiếng chuông nó rất là thanh em. Cái này là cái đánh pháp khí, giống như tương tự đánh pháp khí á. Giống như đánh cây khánh, người ta gọi là cây khánh. Nhưng mà để các thi, để các thi chi tìm thêm đẹp ghê. Thanh ghê ha. Mỏ. Đâu, nghe nói mày đọc coi. Không, không có giỡn, cái này đừng có giỡn. Cái này đẹp quá trời nha. Cái này bài vị ha. 2 triệu 1 năm. Có cái loại chuông như thế này nè. Loại chuông như thế này, bữa các thi cũng có thỉnh một cái. Nè. Phải. Không nghe, cái chuông này sẽ nghe. Cái chuông này nó sẽ đi theo cái kiểu mà giống như vậy nè. Tiếng vang. Chưa sắc lắm. Không, tại vì nó đâu cùng mỏ của nó. Đúng không? Đâu có cùng cái... Đúng cái cây gõ. Cây gõ của nó. Dễ thương không mọi người? Dễ thương không? Dễ thương ha? Được không em? Thầy làm hay nha, để gì ạ? Ừ. Chưa. Để cái thầy... Này là thầy thỉnh ở đây. Gỡ cái hộp sòn ra mà dán ba không chịu như sao? Cái gì? Sòn nó sao? Gắn cái hộp vô mà nãy giờ gắn nó cứ xích ra hoài. Không phải đâu, tại vì nhiều khi cái loại nhựa. Loại nhựa. Gái cái thầy hả? Dạ, con gái đó thầy. Dễ thương lắm á. Thầy ưng nó không? Con kêu nó về rồi làm công quả cho thầy. Chuông này là chuông em. Đẹp. Ok mọi người ơi, Cát Thi sẽ quyết định lấy một tượng này. Cát Thi quyết định lấy một kho tượng này. Tại vì Quan Âm Tự Tại, Cát Thi nghĩ là ngày Ung Dung Tự Tại thì mình sẽ cảm giác mình thoải mái hơn, cũng như là mình sẽ tin tưởng nhiều hơn. Rồi đây Quan Âm ngồi trên rồng, rồng bay phượng múa, rất là thoải mái. Cát Thi quyết định là thỉnh tượng ngài. Đây bằng đồng thật sự, thảo đồng nguyên chất luôn không cô gái? Đồng nguyên chất luôn mọi người. Nghe không? Đây tượng mèo Quan Âm. Đây là đồng nguyên chất luôn nha mọi người nha. Đồng, đây là quên. Đồng nguyên chất mọi người. Đẹp quá. Hello mọi người. Bây giờ, ủa bé, cái hào quang này hình như mình đâu có loại nhỏ đó hả? Dạ không, về 2 cái nha. Về có 2 cái hả? Mới đây phải không? Là một cái về bao nhiêu ta? Mới có 10 triệu chứ nhiêu. Hello mọi người. Các Thi với là người đẹp Seamless đang đi mua đồ trang nhã xong rồi. Thì bây giờ đã xong rồi. Bây giờ chỉ có việc là xách dìa thôi. Nói chung là dụng cụ nó cũng đầy đủ hết rồi. Thì bây giờ mình tổng quát lại mình xách dìa đâu. Seamless bỏ xuống cho người ta coi. Đây nè đó. Quay lên, quay xuống luôn.
quay xuống luôn. Ừ đó, còn khi nào nữa đó, bằng đồng bằng đờ đồ cũng nó về kiểm tra lại rồi mới ai chai nước của con quỷ hả? Âm binh này nè, dẹp nước vô mẹ. Mua chai nước làm cái gì, tôi đâu có. Nói chung là mà mua về, mua vấn đề về Phật giáo thì mọi người ghé quên Trang Nhã thì nó sẽ đầy đủ nhiều hơn, sẽ giúp cho mọi người nhiều cơ hội lựa chọn. Thì mọi người thích cái nào thì mọi người tha hồ lựa cái đó. Giống như đây là một cái liên lư hương, mà lư hương không, mọi người biết giá nhiều không? 200 mấy chục nghìn. Mà lư hương bằng đá, bằng sành đó, giá cao ha. Nhưng mà không sao, tại vì nó có nhiều loại mức giá mà nhiều loại rất là đẹp. Đây là tượng phần bằng tùy thuộc vào chất lượng của sản phẩm. Tượng bổn sư ngồi gồm, ngồi gom quên, 13 triệu, chắc bằng đồng, bằng đồng rất là đẹp, tuyệt tác rồi. Từ mà từ điêu khắc nè, từ cộng tóc của ngà luôn, làm nhìn nó sống động. Xe tới. 36 đúng không đấy? 36 phải không con? Rồi bây giờ Cát Thi phải đáng kêu mở mở cớp. Ừ, bây giờ Cát Thi phải sửa soạn, Cát Thi về. Và đây là hoàn thành sứ mệnh mua giùm cho một người bạn. Thì mong mọi người chia sẻ giùm cho Cát Thi nghe. Và bây giờ Cát Thi trên đường Cát Thi về. Để Cát Thi đi qua luôn, đi qua luôn đi em. Cát Thi sửa soạn, Cát Thi về để cũng buôn bán nó, giờ này là cũng 6 giờ mấy rồi. Rồi, mong mọi người chia sẻ giùm Cát Thi nghe. Đã thỉnh được tượng mẹ Quan Âm rất là duyên dáng và đẹp, phải không mọi người? Cứ là có duyên, mặt mẹ rất là có duyên. Giờ hứa là đợt sau Cát Thi sẽ đến đây nữa để Cát Thi sưu tầm những cái gì đặc biệt nhiều hơn, phải không? Và Cát Thi đã mua đầy đủ cho bạn của Cát Thi rồi. Đó, mọi người nhìn thấy đó, tượng Di Lặc đứng nè. Đó, tất cả các mẫu về Phật giáo, rồi cũng như tất cả các tượng Phật đó, từ bằng đồng rồi tới bằng sứ, từ bằng sứ rồi tới bằng đá, rồi bằng đá, bằng thạch cao, rồi bằng nhựa, rồi tùm lum đủ thứ hết, tất cả các loại nha mọi người. Thôi đây, sắp bây giờ sắp về, bye bye mọi người nha. Ok. Hello. Đây. Cái đó mày đỏ chứ. Đó. Đây, ok. Tượng Phật để trên. Rồi con ôm đi, tượng Phật con ôm đi, đừng có để dưới đùi mình. Đi không cũng cả bộn tiền á. Đau kia không mẹ? Mười mấy triệu. Thôi nói chung là mua đồ Phật giáo mà mọi người, mình tính toán làm gì? Hơi đào tí xíu. Về nha mọi người. Ủa anh mới lạnh anh. Vô lét thôi. Mình đi 112 Phạm Thế Vĩnh đâu ạ? Dạ đúng rồi, chưa còn người nữa nha anh. Đã.